được một buổi private party và nó rất là vui khi mọi người có mặt ở đây, tập toàn bộ những người là anh, là những người mà trong thời gian Long bắt đầu khởi nghiệp cách đây 4 năm thôi, và tất cả những người ở đây là những người mà tham gia vào những cái dấu mốc cực kỳ quan trọng. Cái dấu mốc đầu tiên á, là phải nhắc đến cái cuốn sách này. Cái cuốn này là cái cuốn mà mình nghĩ rằng là anh Phong rất bất ngờ. Cuốn sách này là cuốn sách từ 2020, cuốn sách mùa dịch các bạn. Cái mùa dịch thì không biết làm gì thì mua về đọc. Mà đọc thì order lỗi ha, order Tiki. Anh Hoàng Vịnh rồi, order Tiki. Thì Tiki hồi xưa nó còn bọc như thế này các anh chị. Nó bọc như này, mà Long thì rất quý sách nên nó bảo là bọc cho tôi. Hồi đó mất 2.000 đó. Thì mua hai cuốn thì tặng cho Trương Hoàng một cuốn và mình một cuốn. Thì trong đây có một cái điểm cực kỳ quan trọng mà nó quyết định đến hình thành vé bây giờ, đó là anh Phong nói là anh Phong ngồi trong quán á, anh Phong đi ngang qua đường, anh Phong thấy là rất nhiều người béo, mà thấy chẳng ông nào làm dịch vụ lên đến béo cả, là một cái thị trường ngách. Thế thì thấy cuốn khởi nghiệp du kích như này thì mình thấy à, không hợp với tính của mình, rất hợp với cái tính cách mà người Việt mình luôn, không đánh du kích nữa. Thì đọc cuốn sách này xong thì quyết định làm thử, thì thấy hay có tặng cái chương Hoàng ha, chắc chương Hoàng còn đang giữ cuốn này. Thì đó là cảm ơn anh Phong. Nhưng hồi đó thì gặp anh Phong ở trong cuốn sách này thì rất là béo. Còn bây giờ thì Phong rất đẹp trai, bây giờ là Iron Man rồi. Cái bút này có chữ ký của Phong Bảo Long, à có những cái tên Phong Bảo Long đây. Và cái bút này không phải của Quyên tặng mà là anh Tuấn lắc tặng. Thì cũng cảm ơn anh Tuấn, cái bút này 3 triệu nhưng mà em thấy nó hơi nặng. Thì anh Tuấn tặng anh cái bút này, thì em dùng cái bút này để ký tất cả những cuốn sách của em viết ra. Thì ở đây có rất nhiều người mà đã hỗ trợ Long rất nhiều. Và đó là nhắc về kinh doanh, còn nhắc đến thể hình ấy, nói chung là gọi là học hỏi ấy, thì đấy có một người là đặt tên dưới đây là chị, đọc lên là chị cảm thấy rất là hấp dẫn, đó là Tony Hawking, một trong những tỷ phú của Mỹ, nhưng mà anh lấy tên như vậy luôn. Thì anh Tony là một trong những thầy đầu tiên của mình, dành mình với quyết định. Hồi xưa đi học thì cũng không biết gì, cứ thứ sáu hàng tuần là lên xe nhảy học thứ bảy nhật, học anh Tony ở Sài Gòn. Thì anh Tony là CEO và một chuỗi của quyết định Thành phố Hồ Chí Minh, và ngoài ra có rất nhiều em khác ở đây Long được học. Và thực sự bay béo ngày hôm nay á, là đều là nhờ tất cả những cái người mình gặp, và gần như mình không biết cái gì. Thực sự là mình là thằng ngu nhất, thực sự đó là mình là ngu nhất luôn, không biết một cái gì. Nhưng mà trong quá trình đi gặp gỡ học thì mình thấy được là ai cũng có cái hay để học hết rồi. Rồi sau đó thì thành bay béo thì có anh em về, cũng may mắn là nhờ nam CNV thấy được ông Long làm cái bay béo tử tế quá, nên là cũng giúp đỡ chút, giúp đỡ giới thiệu được cô hồn Long Trần về. Thế là Long Trần nó về nó lít, chứ mình cũng không biết gì cả. Nên cũng may mắn là mình là người có vision, có tầm nhìn, nhưng mà mình không có là phải là cái người active thích, mình không phải là người thực thi. Và mình biết là mình yếu cái gì thì để mình làm cái đó. Thì hiện tại là bay béo đã xong cuốn sách bay bóng ai và đang tiếp tục run một cái dự án mới là bay béo Focus, có nghĩa là viết cuốn sách cho trẻ em, nhưng mà viết dưới dạng là gì ạ? Comic hay là viết dưới dạng truyện tranh. Hy vọng là có anh Phong ở đây, anh Phong biết là đang chạy cái việc đó. Là mục đích nói này luôn để gài anh Phong luôn là chạy tránh cái đó anh em làm. Nên anh Phong bị chạy đi. Là viết cuốn sách bé Phong Kít là sẽ viết 4 tập cho những đứa trẻ nó từ 9, 10 khoảng đến 14 tuổi. Dự án mới. Rồi cũng rất là vui là dự án cuốn sách bay gầy chắc 15 tháng 7 này là sẽ in ra đến tận tay. Là Long sẽ tiếp tục xây dựng một cái startup mới, tên là Bay Gầy, là Put the Leg, có thể bỏ chân mình vào trong những người gầy, viết một cuốn sách và một hệ sinh thái dành cho những người mà họ đang gặp vấn đề về thiếu cân ngoài kia, là tên là Bay Gầy. Rồi một dự án tiếp theo Long để luôn, Long nói một người luôn để xem Long làm được không nha, nói trước cho dễ làm. Long sẽ viết cuốn sách Bay ESL. ESL nghe rất là sang đúng không ạ? Nó là từ yếu sinh lý. Thì sau này anh em nào mà gặp vấn đề về 45 tuổi bắt đầu mà nhục nam rồi, anh em chúng ta phải quan tâm đến nhau. Mấy anh phụ nữ thì họ sẽ được chúng ta quan tâm đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải quan tâm thì chúng ta phải có sức khỏe, chúng ta phải có mọi thứ để chúng ta lo cho chị em mình. Thì Long sẽ viết cuốn bài yếu sinh lý, nhưng mà Long sẽ không viết với một mình, mà Long sẽ viết với bác sĩ nam khoa. Tại vì mình biết là cái gì mình yếu mình sẽ kết hợp với ai đó. Rồi bài phong kích thì chắc chắn khả năng là viết với một bác sĩ về tâm lý học trẻ em. Đó thì mình biết là mình yếu cái gì thì mình sẽ kết hợp người đó. Và ngày hôm nay thì cũng đây là lời cuối cùng Long muốn nói là cảm ơn tất cả những chị ở đây, những người mà truyền lửa này, những người mà mình có những cái keyword của họ trên Facebook thôi, nhưng mà đọc và mình thấy được rất nhiều các ID trong đó. Gần như tất cả những người đây Long đều mang ơn hết, đều mang ơn tất cả mọi người ở từng giai đoạn một, từ lúc Long bước chân ra đường đến những cú ngã đầu tiên đến khi mà hình thành như bây giờ. Như anh Tuấn đây,
Anh Tuấn đây là một cái người mà không gặp anh Tuấn bao giờ, nhưng mà anh Tuấn lại học cùng lớp với em rể mình. Thì thằng bác sĩ Trương Công Hậu á, nó cầm cuốn sách lập nghiệp về, ở trong có chữ ký mà kêu cuốn này nổi tiếng lắm. Sao mình không biết tác giả Tuấn Trần là ai cả, không biết. Nhưng ngày hôm nay thì gặp anh Tuấn ở đây, và anh Tuấn là người mời uống cà phê. Mình rất hâm mộ những tác giả, và được gặp anh Tuấn ở đây, và cuốn sách đó em cũng đọc và nó rất là hay, nó truyền tải động lực rất là nhiều. Đó thì là đây là tác giả Tuấn Trần, cuốn sách lập nghiệp. Rồi chưa được gia nhập Giver thì gặp tác giả khác. Đây Phan Anh Minh, tác giả cuốn sách Đến Sara Mở Quán Trà Đá. Mình đứng dậy mọi người xem kênh ngưỡng. Thì mọi người nếu mà kinh doanh á, cần mặt bằng thì cứ đọc cuốn sách đấy. Cuốn sách đấy nó quá hay, tiết kiệm rất nhiều tiền cho mình khi mình mở mặt bằng. Đến Sara Mở Quán Trà Đá. Còn ông nào mà muốn mở cà phê ấy, thì đặc biệt là cà phê mà nó cực kỳ lean, mô hình rất tinh gọn mà kiếm được tiền luôn. Thì đây có Coffee Bike của Hoàng Tiễn. Cô là một trong startup lên sắc tăng, còn khá thành công. Ở thì là Long rất là may mắn là được gặp anh Phong. Anh Phong đứng dậy anh Phong. Anh Phong là hiện tại là founder của Giver, một trong những đơn vị mà hỗ trợ cho Long hình thành cái cuốn sách này. Thì cảm ơn anh Phong và cảm ơn tất cả mấy anh chị ở đây để có mặt tại đây nghe Long chia sẻ. Thì hôm nay nó lại có slide clip gì đó, nhưng mà Long nói đại thôi, không biết là nói có được vừa lòng anh chị không. Hy vọng một ngày nào đó có thể được gặp gỡ anh chị sâu hơn. Và gần như rất là khó để Long nói hết cái nỗi lòng của mình, nhưng mà hôm nay là cái buổi ra mắt cuốn sách. Thì thực ra là bán trước rồi, bán được hơn 1000 bản rồi. Cái lúc mà thử hước ra thì ra lúc nghe liên không nhỉ, khoảng 17, 18 gì tháng 6 á. Dạ, thì khoảng được nửa tháng rồi cũng bán được khá khá. Nên ngày hôm nay là em quyết định không bán, mà em sẽ tặng cho một cuốn mang về. Dạ, và một ít quà của Bé Béo. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị lần nữa. Anh giới thiệu bác sĩ Long với anh Tùng đi. Và ngày hôm nay thì có hai nhân vật, nó cũng là một trong những key của Bé Béo. Đó là Bé Béo thì là nghe cái từ giảm béo trần y khoa mà, thì không thể thiếu được đội ngũ chuyên môn. Thì ở đây có bác sĩ Nguyễn Văn Long là cố vấn chuyên môn của Bé Béo, hiện tại đang là thạc sĩ và là giảng viên của trường Đại học Tây Nguyên, là một môi trường Long tham gia giảng dạy. Thì bác sĩ Long là người mà nói với Long là: Long ơi, cái việc béo dinh dưỡng chơi tác động thì bạn làm đi. Thì ông này cũng là ông suối, mà suối thì ông phải làm chung luôn. Nên là giới thiệu mọi người bác sĩ Văn Long sẽ có một vài lời chia sẻ mọi người. Rất vui và vinh dự hôm nay được đứng trong buổi tối hôm nay. Thì trước hết là cho mình gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em bạn của Phan Bảo Long, và kính chúc tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trên con đường của thành công. Hôm nay thì mình cũng không biết nói gì nhiều hơn, rất mong mọi người chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đoàn kết và trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn thầy Long. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Long. Nói chung là ngày hôm nay lên đây thì có một cái người nó thực sự là cũng khá là thú vị. Các anh chị thấy thú vị, đó là khách hàng của Long. Ở dưới đây có rất nhiều khách hàng của Long ở đây. Có những anh chị ở xa đến rất là trân trọng. Thì có một nhân vật này là nhân vật nói chung là rất đặc biệt. Ngày đầu tiên bạn ấy lên thì Long không dám nhận đâu. Không nhận ở đấy, không dám nhận. Tại vì là bạn ấy quá kinh khủng, 169kg. Và gần như là hơi thở bạn ấy rất là khó khăn. Rất khó khăn, các bạn thở như này này, thở bịt cái mũi lại thở như vậy thì nó gần như là không thở được. Và buổi tối á, thì mình bảo là chắc là phải cử một anh ngồi cùng thì mới dám làm cái cây study này. Thì đến ngày hôm nay thì là bạn ấy là một trong những cái cảm hứng, nói với Phong là bạn ấy là cảm hứng cho em để em viết cuốn sách này. Thì cái bìa cuốn sách ở cái đoạn trang đầu mở đầu cũng nói về câu chuyện là cảm ơn bạn nó, thì bạn ấy tên là Sơn Tùng. Và đến ngày hôm nay thì bắt đầu cái cuốn sách, đến khi ra cuốn sách thì bạn ấy từ 169.9 bạn ấy còn 138, giảm 31kg. Thì Sơn Tùng sẽ phát biểu một chút cảm nghĩ cho mọi người. Dạ, đầu tiên thì em xin phép chào mọi người, chào quý những các chị đã đến tham dự buổi tối hôm nay. Thì em thì mới đi được khoảng đường thôi, thì em cũng rất là cảm ơn anh Long và ekip đã hỗ trợ em cái quãng đường đầu tiên rất là khó khăn. Cái quãng đường mà từ 169 xuống khoảng 180, lúc đó thì nó có nhiều cái hoài nghi lắm. Thực sự lúc đầu là em cũng không dám tin tưởng đâu, tại vì em cũng thử nhiều cái phương pháp rồi,
nó cũng xuống nhưng mà xuống xác chứ nó không biết. Em mong là bây giờ cứ lên đại đi, mong là có hiệu quả thêm. Cái đầu tiên em xuống được khoảng 9 ký, thì cũng vui. Thực sự là cũng vui nhưng mà sau đó thì cũng có nhiều cái chắc chở về em bị bệnh nền rất là nhiều. Sau này thì